Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Chắc Cái Trần của em bữa phát này hôm nay nha. Hôm nay review cái đèn pin mà con ơi. Rồi, review cái đèn pin nha. Đèn pin này là từ Nhật Bản về. Đây. À, tiếng Nhật. Quay mà quay quay video thì em zoom được ha. Cái này zoom bình thường cho bà con coi nè. Đó. Con thấy không? À, nó hướng dẫn là một cái đầu này á, cái đầu này á là đầu dương ha, đầu dương xong tới đầu âm, tới đầu dương, tới đầu âm, nhưng mà cái đầu ngược lại này á là đầu âm nè, bà con thấy không ha, hai bên này nó ngược lại, ngược qua ngược lại nha bà con ha. Hàng này thì nói chung hàng này nó cũng hơi hơi hiếm hiếm bây giờ rồi, nó cũng gọi là hàng hiếm hiếm rồi ha. Rồi cái bề dài của em nó bây giờ mình đo cái bề dài của em nó nha. Đo bề dài của em nó. Đây bây giờ mình dời một cục pin này qua đây đi cho cái không gian mình nó rộng thêm nè nghe. Đó. Bề dài của em nó nè, bà con thấy không? Giờ mình zoom nhẹ nhẹ lại. Đó, bề dài của em nó như vậy. Từ đây ha, kéo cho tới đây là bề dài của em nó là tầm phân cỡ 18 luôn đó bà con ơi. 18 nè, ha. 18 ha. Pin dài của em nó là 18 đó. À, đây nè, nó có hướng dẫn của mình đó nè, thấy không? Con thấy không? Cái này nó hơi ngược sáng nha, bên sông đây. Có phong cảnh hữu tình mình review ha. Đây nè, bà con thấy không? Thấy nó đề âm dương nè. Âm dương ha, âm mà tới dương, âm mà tới dương. Đây, kích cỡ xây của nó như này. Xây là CD D nè ha. CD nè, nó có hướng dẫn hết trơn nè, ha. Đó, hàng từ nước ngoài bên Nhật về là có tiếng Nhật nó dán ở đây luôn ha. À, hàng cổ, hàng mũ nha, cái này bằng mũ gọi có cốc băng băng nó chè đậu đen nè. Đó, này là dán cái tem lên ha. À, bán cái này với giá là 350.000, em còn khoảng cỡ 3 cái ha, 3 cái trong dịp Tết, cái lô hàng đợt rồi đó nha, còn có 3 cái thôi. À, bà con mua thì ủng hộ em review tiếp nha. Đây nè, nó có hướng dẫn đó, bà con chụp màn hình này vô Google dịch cho em ha. 49 là khỏi bàn cãi nữa ha, Nhật Bản ha. Rồi của hãng gì đây? OHM ha, Viston Strong Ply E2 đó. E2 nó có cái cọng dây kèm theo vậy luôn ha. Được cái phong cảnh phía sau nhà này rất là đẹp ha. Để về quay phim nữa review về rất là đẹp, rất là đã. Rồi giới thiệu cái thân máy xong, bây giờ mình giới thiệu cái chụp máy, cái chụp máy à. Cái này bà con mua về bà con cũng đừng có kêu là tái máy con bà bảy nha ha. Cái này mà gỡ ra cái là cái như là xong luôn, cái này nó kêu là nó dính liền luôn nha bà con ha, gỡ không được ha. Có những cái gỡ được, có những cái gỡ không được. Này cái móc chốt của người ta nè bà con cô bác thấy không, hàng hàng cổ, hàng cũ mà nó mới cáo luôn nè ha. Này mới cáo con mà báo luôn nè. À, quay gì cho nó vui cuộc đời nè đó, quay gì cho nó vui cuộc đời ha, cho vui vẻ cuộc đời lên đó. Chủ yếu là gỡ này không được, quay chơi cho bà con coi vui thôi đó. Nó sẽ sử dụng pin là 4 cục pin như vậy ha, 4 cục pin như vậy. Thì hồi nãy nó ghi là D đó, đây nè ha, nãy nó ghi là pin D á, pin D nè. Đây để em cho bà con cô bác xem lại nha ha. Đây nè, nè xây đi nè ha. À, tiếng Việt Nam mình á, tiếng Việt mình kêu D đó, giờ dê đỡ D đó. À, rồi nằm trên này nè ha, xây D, tại vì ngược sáng á mà con không có thấy rõ đó, chứ thực sự nó là nhìn thấy rõ lắm. Nó xây D như vậy, một đầu dương một đầu âm đó, giới thiệu rõ ràng luôn ha. Đo kích thước đèn hoàng đây, đo cái mặt của em nó đây, mặt gọi đèn đây ha, là 9-10 nha ha, 9-10 luôn nha ha, 9-10. Còn thân dài của em nó là 18, hồi nãy em có đo rồi ha. Khi mà lắp vô là mình để đúng khía của nó mình gấp đó. Review là bây giờ là mình có pin sẵn sàng hết, là mình mua pin sẵn sàng hết rồi. Pin này em cũng có bán luôn ha, pin này pin Panasonic sản xuất tại Indo nha bà con cô bác ha, sản xuất tại Indo. Đây nè, có hàng nhập khẩu đàng hoàng nè ha, 887 nè. Và bà con mua số lượng lớn nguyên một thùng về để dành xài bana này á, thì liên hệ Zalo với em luôn, em có để trong cái phần tiêu đề luôn ha. Nè, gõ cốc cốc băng băng nè. À, Malaysia, Indonesia là 10, cái hạn sử dụng của nó là 12
20 tây tháng 11 năm 2016 nè, đọc nó hơi ngược ngược chút nha. Ha, đọc nó hơi ngược ngược chút nha bà con. 20 tây tháng 11 năm 2026 hết hạn. Pin nó là nhập từ Indo về ha, Panasonic Made in Indonesia, cái này là quảng cáo chơi thôi. Ha, mua cần thiết để nhà gia đình xài thì liên hệ em cũng có bán cái phần này luôn ha. Tầm cục của nó tầm 10-20 ngàn gì đó, 10-20 ngàn gì một cục vậy nè ha. Rồi bây giờ mình khui ra mình review luôn nha, khui ra tận tận tay cho bà con của bác coi chơi luôn ha. Đó, review coi đèn mình nó có chất lượng không ha, đèn mình có ok không. Cái này bữa nay em nói thiệt bà con, review cũng đặt cái camera kỹ lắm á, tại vì nó sát mé sông, nó mà rơi xuống sông thì mình ngồi chỉ biết nước mình cười thôi chứ mình không biết làm cái gì nữa. Giờ đó, bây giờ là mình đặt theo cái hướng của nhà sản xuất chỉ nha, nè chỉ nè. À, đầu dương, một đầu dương, một đầu âm. Đầu dương là đầu nào? Đầu dương là đầu này. Đầu dương là cái đầu có nhọn chí ché lên đó. Đó, mình sẽ đặt xuống. Đó, đầu dương, đầu âm. Đó, đặt như vậy. À, đặt như vậy. Trước thì mình thử thôi ha, rồi tới đầu dương tiếp. Đó, mình thử thôi ha. Mình thử cho nó đúng của nó rồi thì lụm thôi. Đó, không đúng thì mình cứ lật ngược, nhưng mà cái đầu này ngược lại nè. Hồi nãy bên đây là đầu dương nè, đầu dương xuống trước nè ha. Còn cái này bây giờ đây là đầu âm xuống trước, nó ngược ngược vậy đó, nó ngược ngược vậy đó, nhưng mà để là phải để hai cục giống nhau. Rồi bây giờ cái phần này, cái móc này nè bà con thấy không, cái móc này nè bà con thấy không, móc này nè đó, thì mình sẽ cho cái móc này nó vô, cho cái móc này nó vô, vô cho nó ăn cái chỗ này của nó nè, 2-3 khía nè ha, cho nó ăn vô cái khía này của nó ha, như vậy nè bà con thấy không, bà con thấy rõ không đó, bà con thấy rõ không, đây như vậy nè, mình úp hàng nó vô, úp nó vô về ha, mình dặn thôi, không đúng là không có vô được nha ha. À, đúng rồi nè, nó vô được ót à, giống như đúng hàng nó vô được mà con ơi. đúng hàng chưa đúng nè, không thì là đúng hàng nó mới vô được nha, đúng bài nó mới vô được nha. Đó, review mà ở tay mình nó cả hơi rung đó, đúng hàng nó dặn vô là rất là ok, đúng răng của nó nha. À, giờ mình bật coi nó sáng không nha. Rồi sáng nè ha bà con. À, ok ha, pin D pin mới 100% luôn đó. Rất là sáng. Cầm rất là nặng tay nha, mình sẽ cầm như vậy ha. Đó, mình sẽ cầm như vậy. Đó, cầm rất là nặng tay. Rất là chắc chắn. Rồi hãng như này vẫn có Omi Supply ha. Đây. Đó. Tuyệt vời ha. Em còn là 3 cái. 2 cái lớn như vậy, 1 cái Panasonic nhỏ ha. Thì bây giờ mình review tới đâu thì mình review tới đó thôi ha. Mình để như vậy nè, rất là chắc chắn nha bà con ha. Đèn cái cam cam này nhớ tới thời thơ ấu mình nè. Bây giờ mà kiếm cái đèn mà vàng vàng về là cực kỳ khó luôn nha bà con. Giờ chơi đèn lít mà trắng luôn. Đèn này thì nói chung thực sự của nó là nó hao pin hơn ha. Nó hao cái tuổi thọ nó cũng vậy, nhưng mà nó bền lắm nha. Rất là bền nha ha. Cực kỳ bền luôn nè. Con có bác ha, gọi vô tay mình nóng hực tay em luôn đó. Rất là nóng, rất là ok à, chứ không phải như đèn bây giờ đâu, bấm một cái nó tắt, bấm một cái nó mở, bấm một cái nó tắt ha, bấm một cái nó mở, bấm một cái nó tắt. Rồi một cục pin ở trong này, một cục bán 15 ngàn, hai cục 30. Rồi pin này em, cái đèn pin này em bán là 350 ngàn, bao ship toàn quốc nha ha. Rồi bà con cô bác ơi, rồi hôm nay review cái đèn pin rồi hôm nay review cái đèn pin này ha, rất là lạ cho bà con có bác xem trong cái lô hàng đợt rồi là còn duy nhất 3 cái thôi, về 90 cái vậy em còn cái 3 cái này ha. Mua thì ủng hộ em để số điện thoại Zalo em dưới cái phần tiêu đề nha. Bye bye bà con cô bác, chúc bà con cô bác qua mùa Noel tràn đầy hạnh phúc và bên gia đình sức khỏe dồi dào, tiền vô hộ ào, muốn gì cũng được. Bye bye, see you again.